là tác giả cái bào thai mà ông Thuần dựng chuyện. Hiện anh Mạnh và chị Oanh đang sống hạnh phúc. Chính ông Thuần đã tỉnh ngộ và chấp nhận tình yêu của họ. Nó muốn mày tin thì nó phải dàn dựng thành một vở kịch chứ. Mày đã sa vào lưới rập ái tình của nó mà mày không biết hả Nguyệt? Em đâu phải là một đứa con nít mà dễ cho người ta gạt em chứ. Sao? Em đã trưởng thành rồi anh à. Em có quyền tự quyết định cuộc đời của em. Trời ơi trời, vậy là mày coi trong nhà này không ai ra gì hết rồi. Anh đừng có dựng chuyện ba mẹ mà đe em. Em chưa thấy anh Nghiêm dựng chuyện mà đã thấy anh dựng chuyện rồi đó. Thôi đừng cãi nhau, tao với mẹ mày còn ngồi sợ sợ đây nè. Đồng ý là con Nguyệt đã lớn, đã đủ suy nghĩ để quyết định đời mình. Nhưng mà bao giờ cũng vậy, người ở ngoài thì sáng hơn người ở trong cuộc. Vì thương con nên ba mẹ hết lời khuyên bảo con. Lỡ xa chân là ân hận cả đời. Đến khi con tỉnh ngộ ra thì đời con gian dở rồi. Ba mẹ không tính chuyện Dạ con xin chào hai bác. Rồi nó tới. Trời ơi, lúc nãy tao đã nói chuyện điện thoại với mày là ba mẹ tao không có tiếp mày. Sao mày liều quá vậy? Mày tới đây chứ vậy hả? Mày điên hả mày? Bao giờ hai bác lên tiếng thì tôi tự động rời khỏi nơi đây. Nhưng trước khi tôi cất bước, tôi có đôi lời thưa cùng hai bác. Vì cháu nghĩ là chắc hai bác không hẹp lượng gì một chút thời gian nho nhỏ ấy đâu. Cậu cứ ngồi đi, chúng tôi cũng đang chờ nghe những lời nói xuất phát từ đáy lòng thành thật của cậu. Ba, ba không nên ba. Ba biết cách xử lý, con cứ ngồi đó nghe. Bởi quyết định cuối cùng về chuyện hôn nhân của em con là ba và mẹ chứ không phải con. Cậu nói đi. Dạ, chuyện hai lần ly hôn của cháu chắc Nguyệt cũng thưa cùng hai bác. Thật ra thì hai lần ly hôn đó, một lần bị ly hôn và một lần được ly hôn. Cậu có thể nói rõ hơn không? Dạ, khi cháu là nạn nhân trong mưu tính của ông Thuần thì cháu mới thật sự là bị ly hôn. Đó là lỗi hoàn toàn của cháu với Tuyền. Đến khi phát hiện ra sự thật, cháu cương quyết ly hôn là để dành cho cháu một sự tự do. Ý của cháu là thế đó bác à. Nhiều ý quá. Còn bây giờ cháu chân thành xin hai bác cho cháu được cưới Nguyệt. Nếu chúng tôi trả lời là không đồng ý. Ba mẹ. Trời trời ơi con nó kìa, nó sắp khùng lên rồi, nó sắp khùng lên rồi. Chúng cháu đành phải nghe lời theo hai bác chỉ dạy. Nhưng theo thời gian chắc chúng cháu khó lòng mà vâng lời mãi. Đành phải để phật lòng hai bác. Giờ mày định nằm dạ rồi phải không? Cậu định chọc tức tôi hả? Dạ, cháu nào dám như vậy. Nhưng chắc chắn tụi cháu không nản lòng đâu bác à. Chúng cháu, tụi cháu, có nghĩa là có cả con tôi à? Dạ, con thiệt là con với cái. Hết chỗ nói, con hư là tại tôi mà trời ơi. Được rồi, nếu hai đứa quyết liệt thì tôi đành coi như mất một đứa con gái. Đành mất một đứa con gái. Chúng tôi coi như không có con Nguyệt trong cái nhà này. Tôi coi như con Nguyệt không có trong nhà này. Bây giờ hai đứa muốn dắt nhau đi đâu thì dắt. Dắt đi. Chúng tôi không làm đám cưới. Không chấp nhận gì cả. Không chấp nhận gì cả. Ba, mẹ.
Cháu hiểu ý của hai bác. Cháu xin phép ra về và sẽ trở lại. Chào hai bác. Ông, bây giờ mình tính sao đây ông? Tính sao đây bà? Trời ơi là trời. Chào anh Nghiêm. Dạ. Chị đến chúc mừng tôi sớm quá vậy. Nè, ngồi đi. Tôi bận tay một chút xíu là xong liền à. Tôi đến đây là tìm anh, là vì có chút chuyện đó. Chuyện gì vậy? Đừng có nói là đám cưới của tôi chị không đến dự nha. Tôi đang băn khoăn là có nên nói cho anh biết hay là không. Nếu như tôi im lặng á, thì lương tâm của mình sẽ bị cắn rứt mãi. Còn nói ra thì đôi khi không hay, vì chỉ còn một tuần nữa là anh và Nguyệt làm đám cưới. Nè nè, tôi thấy chị có vẻ quan trọng vấn đề rồi đó nha. Nè, chị cứ nói đi. Không có việc gì đâu phải ngại. Tôi đã quen với những chuyện trái ngang xảy ra trong cuộc đời của mình rồi. Nói đi chị. Tôi thật không phải